Chào bạn, trong video này chúng ta sẽ tiến hành giải một số phổ cộng hưởng từ hạt nhân. Bài tập số 1, hợp chất đầu tiên có công thức phân tử là C4H7O2CL. Với công thức phân tử này, chúng ta suy ra cái hợp chất này nó sẽ có một nối đôi hoặc một vòng, nghĩa là nó có độ bất bỏ hòa bằng 1. Bây giờ chúng ta xem các tín hiệu trên phổ cộng hưởng từ hạt nhân proton. Phổ này có các tín hiệu là A, B và C. Tín hiệu A là 1 mũi 3, tín hiệu B là mũi đơn, tín hiệu C là mũi 4. Mũi 3 với mũi 4 là một cặp tín hiệu rất đặc trưng của nhóm C2H5, nghĩa là một nhóm CH3 liên kết với một nhóm CH2. Điều này cũng dễ dàng khẳng định khi chúng ta nhìn thấy giá trị tích phân của từng cái tín hiệu này. Giá trị tích phân của tín hiệu A là bằng 3, giá trị tích phân của tín hiệu C là bằng 2, tương ứng với nhóm CH3 và nhóm CH2. Tín hiệu tích phân của tín hiệu B cũng bằng 2, nghĩa là cái mũi đơn tại B này cũng là một nhóm CH2. Bây giờ chúng ta xem xét đến độ dịch chuyển hóa học của tín hiệu C. Thông thường độ dịch chuyển hóa học của một nhóm CH2 nằm trong khoảng từ 1 đến 2 ppm mà thôi. Ở đây nó lại dịch chuyển lên 4.3 ppm. Chứng tỏ là nhóm CH2 này phải liên kết với một cái nhóm có khả năng rút điện tử mạnh. Trong công thức phân tử của chất này có chứa oxy là một nguyên tử có độ âm điện mạnh. Vì vậy chúng ta sẽ gắn oxy vào nhóm CH2 này. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, bởi vì oxy mà liên kết với nhóm CH2 thì tín hiệu cộng hưởng của CH2 thường cũng chỉ nằm ở khoảng 3.5 ppm. Ở đây, tín hiệu của nhóm CH2 đã bị dịch chuyển rất nhiều về vùng trường thấp, nghĩa là kế cận oxy vẫn cần phải có thêm một nhóm rút điện tử nữa. Cái hợp chất này có độ bất bão hòa bằng 1, nghĩa là nó có thể có một nối đôi trong phân tử, và cái công thức phân tử cho chúng ta biết nó vẫn còn thêm một oxy. Vậy thì chất này có thể có chứa một nhóm carbonin. Chúng ta sẽ đặt cái nhóm carbonin này vào kế bên cái oxy của nhóm C2H5. Khi mà nhóm CH2 liên kết với nhóm ester thì độ dịch chuyển hóa học của nó thường là lớn hơn 4 ppm, hoàn toàn phù hợp với giá trị độ dịch chuyển hóa học của cái tín hiệu C. Bây giờ chúng ta chỉ còn lại một mũi tín hiệu là mũi B. Tín hiệu của mũi B là tương ứng với nhóm CH2 bởi vì tích phân của nó bằng 2. Nhóm CH2 này cũng có độ dịch chuyển hóa học lớn hơn 4 ppm. Chứng tỏ là nó phải liên kết với những nhóm rút điện tử. Ở đây chúng ta sẽ đặt nhóm CH2 kế cận nhóm C nối đôi ô là một nhóm rút điện tử. Nhưng mà điều này vẫn chưa đủ, bởi vì nhóm CH2 mà nằm cạnh nhóm carbonin thì độ dịch chuyển hóa học của nó thường nằm trong khoảng từ 2.1 đến 2.6 ppm. Ở đây thì nó đã cao hơn 4 ppm, vậy thì còn một nguyên tử clo, chúng ta sẽ cho nó liên kết vào cái nhóm CH2 này. Clo cũng là một nguyên tử có độ âm điện mạnh hơn carbon. Vì vậy khi mà nhóm carbonin và clo cùng liên kết với carbon của nhóm CH2 thì cái proton của nhóm CH2 này được dịch chuyển về vùng trường thấp lên đến trên 4 ppm. Vậy thì đây chính là cái hợp chất tương ứng với công thức phân tử C4H7O2CL. Bài tập số 2, hợp chất có công thức phân tử là C2H5Br. Với công thức C2H5Br thì chỉ có 2 carbon, cho nên chúng ta chỉ có một cách liên kết, đó là carbon liên kết với carbon. Công thức này tương ứng với một hợp chất no, trong cái phân tử này không có chứa nối bi cũng không có chứa vòng. Chúng ta nhìn thấy hai cái tín hiệu cộng hưởng, một tín hiệu là mũi 4, một tín hiệu mũi 3, và tích phân của mũi 4 là có 2 proton và tích phân của mũi 3 là có 3 proton, tương ứng với nhóm C2H5. Vậy là chúng ta đã sử dụng xong 2C và 5H, chúng ta chỉ còn một nguyên tử brom mà thôi, chỉ có thể liên kết vào nhóm CH2. Bởi vì nhóm CH2 nằm kế cận brom cho nên độ dịch chuyển hóa học của nó bị dời về vùng trường thấp khoảng 3.5 ppm, chứ thông thường thì nhóm CH2 chỉ nằm trong khoảng từ 1 đến 2 ppm mà thôi. Bài tập số 3, công thức phân tử của hợp chất này là C2H3CL3. Ứng với công thức phân tử C2H3CL3 thì phân tử này là một phân tử no. Trong phổ cộng hưởng từ hạt nhân cho chúng ta thấy là có một tín hiệu chứa một proton và một tín hiệu đến từ 2 proton. Vậy thì công thức này tương ứng với một nhóm CH liên kết với một nhóm CH2. Chúng ta còn lại 3 clo thì chỉ có thể có một khả năng xảy ra, đó là nhóm CH phải liên kết với 2 clo thì mới đảm bảo được sự bão hòa của nguyên tử carbon. Còn nhóm CH2 phải liên kết thêm một nguyên tử clo thì mới đạt được bão hòa của nguyên tử carbon là 4 hóa trị. Xem xét lại một lần nữa, nhóm CH2 liên kết với một nguyên tử clo cho nên độ dịch chuyển hóa học của nó tăng lên đến gần 4 ppm. Còn nhóm CH liên kết với 2 clo cho nên độ dịch chuyển hóa học của nó tăng lên đến gần 6 ppm. Những sự dịch chuyển này là tương ứng với sự dịch chuyển về vùng trường thấp. Bài tập số 4, công thức phân tử là C8H10. Ứng với công thức C8H10 thì hợp chất này có độ bất bão hòa bằng 4. Chúng ta quan sát ở đây nó có 2 tín hiệu, cả 2 tín hiệu này đều là mũi đơn. Tại vị trí vùng trường cao, tín hiệu này là đến từ 6 hydro. Và ở vùng trường thấp, tín hiệu này được đến từ 4 hydro. Độ dịch chuyển hóa học của cái tín hiệu màu hồng này nằm trong khoảng từ 2 đến 2.6 ppm. Cho nên suy ra tín hiệu này là của hai nhóm CH3, mà hai nhóm CH3 này phải liên kết với carbon sp2. Còn tín hiệu cộng hưởng màu xanh nằm ở trong cái vùng vòng thơm là từ 6 đến 8 ppm. Vùng vòng thơm và có 4H thì tương ứng với vòng benzen mà có hai nhóm thế. Để cho vòng benzen chỉ còn lại 4 hydro và cả 4 hydro này đều xuất hiện ở dạng mũi đơn tại cùng một vị trí thì nó phải là dạng đối xứng với hai nhóm thế nằm ở vị trí para với nhau. Chúng ta quay lại cái tín hiệu màu hồng. Tín hiệu màu hồng chính là nhóm CH3 liên kết với carbon sp2. Vậy thì hai nhóm CH3 này rất phù hợp để làm những nhóm thế trên vòng benzen, bởi vì carbon của vòng benzen cũng chính là carbon sp2. Bài tập số 5 có 3 tín hiệu trên phổ cộng hưởng từ là A, B và C. Có một số mũi tín hiệu mà bạn nên cố gắng ghi nhớ, ví dụ như một mũi 3 và một mũi 4 thì bạn nên liên tưởng đến nhóm C2H5. Còn trường hợp phổ cho thấy một tín hiệu mũi 3 có tích phân bằng 2, một mũi 6 có tích phân bằng 2 và một mũi 3 có tích phân bằng 3 thì bạn nên liên tưởng đến nhóm N-propin. Tín hiệu CH3 chỗ này sẽ là mũi 3. Tín hiệu CH2 chỗ này sẽ là mũi 6 và tín hiệu CH2 chỗ này sẽ là mũi 3. Chúng ta thấy sự chẻ mũi trong các nhóm tín hiệu A, B, C lần lượt là mũi 3, mũi 6, mũi 3. Ngoài ra thì giá trị tích phân của nó cũng tương ứng với cái nhóm N-propin này, đó là 2, 2 và 3, tương ứng với nhóm CH2, CH2 và CH3. Vậy thì cái hợp chất của chúng ta chính là CH3 liên kết với CH2, liên kết với CH2 và liên kết với brom. Bài tập số 6, công thức phân tử là C3H6CnL2. Với công thức này thì đây là một hợp chất no. 3 nguyên tử carbon thì chúng ta chỉ có một cách sắp xếp, đó là 3 nguyên tử liên kết thành một hàng. Trên phổ cộng hưởng từ hạt nhân chỉ cho chúng ta thấy có một mũi tín hiệu tại khoảng 2.1 ppm. 2.1 ppm thường là nhóm CH3 hoặc là nhóm CH2 có liên kết với CSP2. Nhưng như chúng ta đã nói thì với công thức phân tử này hợp chất không thể có nói đôi. Vậy thì cái carbon nằm giữa chỉ có thể liên kết với nguyên tử có độ âm điện lớn để tạo nên cái tính chất giống như nhóm C nói đôi O hoặc nhóm C nói đôi C. Ở đây chúng ta có hai nguyên tử clo, mà hai nguyên tử clo là hai nguyên tử có độ âm điện mạnh. Nếu như chúng ta cho nó liên kết vào cái carbon ở giữa thì nó có thể làm cho cái nguyên tử carbon ở giữa này có độ âm điện tương đương với carbon sp2. Hai carbon hai bên chỉ còn có một khả năng, đó chính là hai nhóm CH3. Với công thức vừa vẽ thì hợp chất này là một hợp chất đối xứng, vì vậy hai nhóm CH3 sẽ xuất hiện ở dạng một mũi đơn tại khoảng 2.1 ppm. Bài tập số 7, công thức là C3H6CnL2. Cũng tương tự công thức phân tử ở bài tập số 6, nhưng lúc này phổ cộng hưởng từ hạt nhân đã cho chúng ta thấy các tín hiệu khác. Tín hiệu mũi 3 này ngụ ý là bên cạnh nó phải là một nhóm CH2. Còn tín hiệu mũi 5 thì ngụ ý là nó bị kẹp giữa hai nhóm CH2. Từ hai dữ kiện này chúng ta suy ra tín hiệu mũi 3 bên trái được đến từ hai nhóm CH2. Và tín hiệu mũi 5 bên phải đến từ một nhóm CH2. Vậy thì chúng ta có cái mạch carbon chính là ba nhóm CH2 nằm cạnh nhau. Hai nhóm CH2 ở bìa chính là tương ứng với mũi 3, còn nhóm CH2 ở giữa tương ứng với mũi 5. Bây giờ chúng ta nhìn tới độ dịch chuyển hóa học. Độ dịch chuyển hóa học của cái mũi 3, tức là tương ứng với hai nhóm CH2 bên ngoài, nó di chuyển đến khoảng 3.8 ppm. Chứng tỏ là mỗi nhóm CH2 ở bìa này phải liên kết với một nguyên tố có độ âm điện cao. Trong công thức phân tử này chúng ta chỉ còn hai nguyên tử clo là nguyên tố có độ âm điện cao hơn carbon. Vì vậy mỗi nhóm CH2 ở bìa này chỉ còn có một khả năng liên kết, đó chính là liên kết với nguyên tử clo. Vậy thì đây chính là công thức phân tử của cái hợp chất của bài tập số 7. Bài tập số 8, công thức phân tử là C3H5NO. Để có cho chúng ta biết là hợp chất này có chứa nhóm cyano. Nhóm cyano là C nói 3 với N. Hợp chất này có 3 carbon và chúng ta đã sử dụng một carbon cho nhóm cyano. Vậy thì nó chỉ còn lại hai carbon nữa mà thôi. Chúng ta nhìn các tín hiệu trên phổ cộng hưởng từ, đây tất cả đều là mũi đơn. Một mũi đơn màu hồng có 2 proton và một mũi đơn màu xanh có 3 proton. Mũi đơn màu hồng này nó có độ dịch chuyển hóa học lớn hơn 4, chứng tỏ nó phải nằm cạnh các nhóm rút điện tử mạnh. Chúng ta thấy trong trường hợp này CN là một nhóm rút điện tử mạnh. Ngoài ra trong cái phân tử này vẫn còn một oxy cũng là nguyên tố có độ âm điện mạnh. Vậy thì cái nhóm CH2 mà gây nên cái tín hiệu màu hồng này có thể sẽ bị kẹp giữa cái nhóm CN và cái nguyên tử oxy. Khi nhóm CH2 này bị kẹp giữa như vậy thì nó phù hợp với 3 điều. Thứ nhất là nó phù hợp với giá trị tích phân bằng 2. Thứ hai là nó không tham gia ghép cặp cho nên nó là dạng mũi đơn. Thứ ba, do oxy và CN là nhóm rút điện tử mạnh cho nên proton của nhóm CH2 này sẽ cộng hưởng ở vùng trường thấp, tương ứng với ppm cao. Chúng ta còn một mũi tín hiệu nữa cũng là mũi đơn, nhóm CH3. Nhóm CH3 mũi đơn này có độ dịch chuyển hóa học khoảng 3,5. Đây là tương ứng với nhóm CH3 liên kết trực tiếp với oxy. Vậy thì tiếp nối với oxy này chính là một nhóm CH3. Vậy thì đây chính là công thức của cái hợp chất C3H5NO. Bài tập số 9. C3H3CnL5. Với công thức phân tử này thì hợp chất này là một hợp chất bão hòa. Trên phổ cho chúng ta thấy có một mũi đôi và một mũi ba. Từ sự chẻ mũi đôi của tín hiệu màu xanh, chúng ta suy ra cái tín hiệu màu hồng có chứa một hydro. Từ tín hiệu chẻ 3 của tín hiệu màu hồng, chúng ta suy ra tín hiệu màu xanh phải gồm 2 hydro. Một điều chúng ta cần lưu ý ở đây là cái tín hiệu mũi đôi màu xanh này nó có độ dịch chuyển hóa học lên tới hơn 6 ppm. Đây là một sự dịch chuyển rất xa về vùng trường thấp đối với những cái hợp chất không phải vòng thơm. Chứng tỏ là cái carbon mà mang hydro này nó phải liên kết với những nguyên tố có độ âm điện mạnh. Ở đây chúng ta có 5 nguyên tử clo là nguyên tố có độ âm điện mạnh. Để cho một nhóm mà liên kết với clo có thể xuất hiện một tín hiệu ở khoảng 6 ppm thì cái nhóm đó nó phải chứa 2 nguyên tử clo. Vậy thì tín hiệu màu xanh này chỉ có thể đến từ cái nhóm CH liên kết với 2 clo mà thôi. Do tín hiệu màu xanh có 2 hydro cho nên chúng ta phải có 2 cái nhóm giống như vậy. Tiếp theo đó tín hiệu màu hồng cũng có độ dịch chuyển lên đến 4,5 ppm. Đây là một sự dịch chuyển cũng khá cao đối với những cái proton CH bình thường. Chúng ta vẫn còn lại một nguyên tử clo nữa. Vậy thì suy ra cái nhóm CH này cũng liên kết với một nguyên tử clo. Tất cả đều là nhóm CH nhưng liên kết với càng nhiều nguyên tử clo thì khả năng bị mất điện tử càng cao, mật độ điện tử càng thấp và tín hiệu cộng hưởng sẽ dịch chuyển về vùng trường thấp, nghĩa là có giá trị độ dịch chuyển hóa học càng cao. Số 10, công thức phân tử là C3H7I. Chất này chỉ có 3 carbon mà thôi, cho nên chúng ta chỉ có một cách để lắp ráp mạch carbon, đó chính là 3 carbon liên kết thành một đường thẳng. Với công thức là C3H7I thì đây là một hợp chất no, không có chứa nói đôi. Từ tín hiệu của mũi đôi tại vị trí khoảng 1,9 ppm, chúng ta suy ra cái nhóm bên cạnh của mũi đôi này có chứa một hydro. Còn ở vị trí khoảng 4,3 ppm thì tín hiệu tại vị trí này là một mũi 7. Với một mũi 7 thì suy ra cái tín hiệu bên cạnh phải có chứa 6 hydro. 6 hydro thì thường chỉ tương ứng với 2 nhóm CH3 hoặc 3 nhóm CH2. Trong trường hợp này chúng ta không thể chọn 3 nhóm CH2 được, bởi vì nếu chọn 3 nhóm CH2 thì kết hợp 3 carbon trong cái nhóm này với carbon có mặt trong cái nhóm 1 proton thì sẽ không đủ số lượng carbon. Công thức phân tử chúng ta chỉ có C3 mà thôi. Sự suy đoán số lượng proton dựa trên sự chẻ mũi cũng phù hợp với tín hiệu tích phân. Chúng ta có thể đo cái tín hiệu tích phân tại đây. Chiều cao của tín hiệu tích phân này sẽ bằng 1/6 so với chiều cao của tín hiệu tích phân tại đây. Từ sự chẻ mũi chúng ta đã suy ra được tín hiệu mũi 6 tương ứng với một nhóm CH và tín hiệu mũi đôi tương ứng với 2 nhóm CH3. Nhóm CH chỉ có thể nằm ở giữa, 2 nhóm CH3 nằm hai bên. Chúng ta vẫn còn lại một nguyên tử iốt liên kết vào nhóm CH. Do iốt là nguyên tố có độ âm điện cao hơn carbon, cho nên sự liên kết của iốt vào nhóm CH đã làm cho độ dịch chuyển hóa học của nhóm CH lên đến 4,3 ppm. Bài tập số 11, C2H4CnL2. Đây cũng là một hợp chất no. Chúng ta thấy một tín hiệu mũi đôi, chúng ta suy ra cái nhóm bên cạnh chính là nhóm CH. Chúng ta thấy tín hiệu mũi 4, chúng ta suy ra cái nhóm bên cạnh là một nhóm CH3. Hợp chất này có 2 carbon, vậy thì nhóm CH3 liên kết với nhóm CH. Ngoài ra chúng ta còn 2 nguyên tử clo thì nó chỉ có một khả năng là liên kết vào nhóm CH mà thôi. Sự liên kết của 2 nguyên tử clo vào nhóm CH đã đẩy cái sự dịch chuyển hóa học lên cái vùng trường rất thấp, gần 6 ppm. Bài tập số 12. Công thức phân tử là C3H7NO2. Hợp chất này có một nhóm nitro, vậy thì chúng ta để riêng nhóm nitro ra. Bây giờ cái mạch hydrocarbon của chúng ta là C3H7. Như lúc nãy mình có nói, khi mà nhìn vào phổ và bạn nhìn thấy các mũi tín hiệu là mũi 3, mũi 6 và mũi 3 thì nó tương ứng với nhóm N-probin. Ở đây bạn nhìn thấy mũi 3, mũi 6 và mũi 3. Vậy thì cái hợp chất này là N-propin nitro. Bài tập số 13. Nhìn vào phổ cộng hưởng từ hạt nhân của hợp chất này, chúng ta thấy nó có một mũi 6 tại vị trí 4.1 ppm. Khi mà nó là mũi 6, điều đó chứng tỏ là nó phải bị kẹp giữa một cái nhóm CH2 và một nhóm CH3. Vậy thì mình sẽ viết như sau: nhóm CH2 liên kết với một carbon. Carbon này là đại diện cho cái nhóm đang nằm ở vị trí 4.1 ppm mà mình chưa biết nó là liên kết với bao nhiêu hydro. Và sau đó nó lại liên kết tiếp với nhóm CH3. Bởi vì nó bị kẹp giữa bởi 5 hydro cho nên nó sẽ xuất hiện là mũi 6. Cái vị trí mà còn đang bỏ trống được đánh dấu bởi cái mũi tên màu xanh này, nó nhất định phải có liên kết với hydro thì mới có thể tạo nên tín hiệu trên phổ proton được. Vậy thì nó chỉ có hai trường hợp có thể xảy ra, một là nó là nhóm CH hoặc là nó là nhóm CH2. Bây giờ chúng ta xem xét đến độ dịch chuyển hóa học của cái tín hiệu này. Độ dịch chuyển hóa học của nó cao hơn 4 ppm, chứng tỏ là cái carbon này phải liên kết với nguyên tố có độ âm điện mạnh, cho nên nó không thể là nhóm CH2 được. Nếu nó là nhóm CH2 thì độ dịch chuyển hóa học của nó chỉ khoảng từ 1 đến 2 ppm mà thôi. Vậy thì cái tín hiệu này phải là tín hiệu CH và có liên kết với một nguyên tử brom, là nguyên tố có độ âm điện mạnh nhất, được thể hiện trong cái công thức phân tử C4H9Br. Bây giờ mình sẽ viết tên những cái nhóm mà mình đã xác định được lên những cái mũi tín hiệu tương ứng. Tại vị trí 4.1 ppm là nhóm CH. Nhóm CH3 kế bên nhóm CH này chắc chắn nó phải xuất hiện ở dạng mũi đôi, cho nên tín hiệu mũi đôi tại khoảng 1.7 ppm chính là nhóm CH3. Còn lại hai tín hiệu, đó là một mũi 5 và một mũi 3. Trong số 3 nhóm mà mình vừa viết ra CH2, CH, CH3 thì chỉ còn nhóm CH2 là mình chưa xác định được là nó tương ứng với nhóm tín hiệu cộng hưởng nào. Ở đây có hai khả năng. Nếu nhóm CH2 này không có liên kết với một nhóm khác để tạo nên tương tác ghép cặp thì nó chỉ có thể có tín hiệu mũi đôi. Nhưng mà chúng ta chỉ có một tín hiệu mũi đôi duy nhất mà thôi, và chúng ta phải dành nó cho nhóm CH3, bởi vì nhóm CH3 không còn cơ hội có thể liên kết thêm bất kỳ nhóm nào nữa hết. Nhóm CH3 này chỉ có một lựa chọn duy nhất là mũi đôi. Vậy thì nhóm CH2 này nhất định phải có liên kết với một nhóm khác, và cái nhóm khác đó phải là cái nhóm có chứa hydro để sự chẻ mũi của nó có thể phù hợp với một trong hai cái tín hiệu còn lại là mũi 5 hoặc là mũi 3. Thật ra với công thức phân tử là C4H9Br thì chúng ta chỉ còn một nhóm duy nhất nữa mà thôi, đó là nhóm CH3 có thể liên kết với CH2. Sau khi liên kết nhóm CH3 vào nhóm CH2 rồi thì nhóm CH2 này sẽ xuất hiện dưới dạng mũi 5, bởi vì hai nhóm xung quanh nó có 4 proton. Còn nhóm CH3 còn lại thì do nó nằm cạnh nhóm CH2 cho nên nó sẽ xuất hiện ở dạng mũi 3. Chúng ta có hai nhóm CH3 và nhóm CH3 bên phải nằm gần nguyên tử brom hơn, cho nên nó có độ dịch chuyển hóa học cao hơn là nhóm CH3 bên trái. Vậy thì chúng ta đã dự đoán được cấu trúc của hợp chất C4H9Br. Bài tập số 14, C3H4Br2. Với công thức phân tử này thì hợp chất này phải có chứa một đơn vị bất bão hòa, nghĩa là nó phải có một nối đôi hoặc là nó phải có một vòng. Tại cái vùng của nối đôi thì chúng ta thấy nó có hai tín hiệu, chứng tỏ hợp chất này phải có chứa nối đôi chứ không thể có chứa vòng được. Vậy thì chúng ta vẽ cái cấu trúc của nối đôi ra trước. Tiếp đó với giá trị tích phân thì chúng ta đoán được là cái tích phân chỗ này bằng 1, tích phân bên đây cũng bằng 1 và cái tích phân chỗ này sẽ bằng 2. Đó là do tỷ lệ chiều cao 1, 1 và 2. Tại vị trí nối đôi mà có 2 proton thì chúng ta có 3 trường hợp có thể sắp xếp 2 proton này lên cái vị trí C nối đôi C. Thứ nhất là 2 proton nằm trên cùng một carbon. Trường hợp tiếp theo là 2 proton nằm trên 2 carbon nhưng ở vị trí xít với nhau. Thứ ba là 2 proton cũng nằm trên 2 carbon nhưng mà ở vị trí trans với nhau. Bây giờ chúng ta xem xét đến sự chẻ mũi trong từng tín hiệu. Ở trường hợp thứ nhất, khi hai proton nằm trên cùng một carbon của liên kết CC thì sự ghép cặp giữa hai proton này khá yếu và nó cho một cái hằng số ghép rất nhỏ, G chỉ khoảng bằng từ 0 đến 3 hẹp. Còn với trường hợp cis và trans thì hằng số ghép của hai cái proton này lớn hơn rất nhiều so với trường hợp hai hydro cùng liên kết với một carbon. Bằng vào sự khác biệt của các hằng số ghép này, chúng ta có thể nhận biết cái hợp chất của chúng ta là thuộc về cái dạng C nói đôi C nào. Hai cái mũi tín hiệu của hai proton tại vùng anken của chúng ta có hằng số ghép rất nhỏ, hầu như là nó không có sự chẻ mũi. Vì vậy, hợp chất của chúng ta rớt vào trường hợp thứ nhất là hai proton liên kết trên một C của nối đôi. Sau khi chúng ta đã sử dụng hết hai carbon và hai hydro rồi, thì chúng ta chỉ còn lại một carbon, hai hydro và hai brom. Chúng ta nhìn cái mũi tín hiệu tại 4.2 ppm. Đây là một mũi tín hiệu đến từ hai proton. Vậy thì đây chính là nhóm CH2. Nhóm CH2 này có độ dịch chuyển hóa học khá cao, nghĩa là nó bị dịch chuyển về vùng trường thấp, ngụ ý rằng nhóm CH2 này phải có liên kết với nguyên tử có độ âm điện cao hơn carbon. Vậy thì trong trường hợp hợp chất này nó chỉ có một khả năng, đó chính là liên kết với brom. Sau khi chúng ta đã xác định được cái tín hiệu tại vị trí 4.2 ppm là nhóm CH2 liên kết với brom rồi, thì chúng ta chỉ còn một nhóm duy nhất, đó chính là nhóm brom nữa mà thôi. Trên cái khung sườn của C nói đôi C thì chúng ta còn có thể đặt lên đây hai nhóm thế nữa. Hai nhóm thế này hiển nhiên một nhóm là brom và một nhóm là CH2Br. Khi nhóm CH2 được lắp ráp vào phân tử ở vị trí này thì nó có khả năng sẽ ghép cặp với hydro đang nằm trên C nói đôi C. Sự ghép cặp này thông qua nhiều liên kết, cho nên sự ghép cặp này rất yếu và hằng số ghép của nó thường cũng chỉ nằm trong khoảng từ 0 đến 3 hẹp. Điều này là phù hợp với phổ cộng hưởng từ hạt nhân mà chúng ta thấy ở đây. Cái tín hiệu của nhóm CH2 khi được phóng lớn lên nó có vẻ như cũng là có chẻ một mũi đôi, nhưng mà sự chẻ mũi này rất nhỏ. Vậy thì đây chính là hợp chất phù hợp với công thức C3H4Br2. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Mình mong là bạn sẽ tìm thấy nhiều điều hữu ích từ video của mình. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo nhé!